không? Cá nó bự lắm, nhỏ đâu. Có không có thấy nó kêu càng kỳ. Nó kêu vậy thì cứ chạy. Một em lóc lóc mặn giọng đó một con rồi. Quậy đường 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 nó quậy đường đường nó đi gì đường lương lườn cũng như vậy đó. Lưng lưng nhất búng cho ha, vừa nãy vừa con kia cũng búng vậy đó. Có là bay à. Vậy là đi qua bên kia đừng né là bay okay. Mới dựng đây nè. Dựng đây. Con gì phục vụ chấm á. Luôn hay gì á. Có mình có lùng bị. Hôm trước nó chạy uống 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 chút mình xịt cái đây. Chạy biết bên kia là nước này ở đâu chứ. Nước cho lưng mà biết rồi. Chết còn gì đâu. Diễn luôn hay gì rồi. Chết lóc rồi. Kiếm gì ném xuống đứng nè. Thử lượt. Cái cây đó kìa. Nó chứ đâu.
một em với chiếc đầu, em lóc lóc với chiếc đầu. Làm dữ vậy. Cái lốc thì gì? Làm dữ vậy. Thấy trời. Cứ chặt một cái đố đó. Dữ vậy. Bốn hả? Cả bốn nhóc kìa. Ủa, con lươn bay ra nữa, bay ra nữa. Bay ra cái cổng. Thêm một con lươn nữa. Ơi. Bay ra cái cổng rồi, bay ra cái cổng rồi. Cá. Cá chặt thì ghê ghê ghê. Tối quá không nhìn thấy gì hết anh. Lúc nào chúng nó bự vô cái vợt mình mới nhìn rõ thôi. Cho vô một chỗ mình thấy. Gì nữa đi. Lươn nó hả? Lươn nó chứ đâu. Ừ, bự nè. Ừ. Nhỏ hơn xíu. Nhỏ hơn con vừa nãy một xíu. Đó đó, bự luôn ha. Ôi, ốc ý vậy. Đó, ốc xíu 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 nó quay. Lươn nữa đó. Cái này là 1 ký 100.
Nửa vậy hả? 120.000 đó bà kia bán đó. Chụp cái bốc đó. Chụp cái bốc. Con gông mối gì hú hộ cái sạc bay dù lên. Gì vậy? Luôn rồi. Đục lên đó. Bụng mình không đi theo đường đó nữa hả anh? Hết cá cũng có thằng làm vừa móc thêm một chắc ra cái sạc mà nùi vậy hút lên vợt đó. Hù lượn lên tối không có nhìn thấy nó vòng vòng thôi có mình chắc bị người ta lấy mẹ nó rồi. Ui yeah. Nhưng mà nó lùi xuống cho đó đó. Lùi xuống chỗ cái bự lắm. Lùi cái nãy tháng lâu năm đó. Cây đụng cây dữ vậy chứ không có đâu chắc nào mà cứ đúng mượn lương thì cũng mấy cây tắt nếu mà nó thì hồi nó quay cái tí nó tỉnh nó ngon cục đầu lại đó.
Lũ dê đằng này nữa hả? Mấy lươn đâu? Cá gì á? Cái chê nó lóc. Cái chê nó lóc. Ngô bắt không? Ui, ngô bắt chi. Cá gì kỳ cục vậy? Bắt đại cái gô đi hả? Bắt về thêm vào con bự nhà. Đó, nó đó, nó đó, nó đó. Nó trội ra đó, thấy chưa? Lươn rồi, quay lại. Lươn lại chứ đâu. Đây nè, lươn bự nè. Đó. Bộ như trùng. Thì chim bò luôn mà. Nó lưng bự là nó trúng điện cỡ đó là nó tịch nó cũng là dữ lắm ha. Ừ. Gì kìa. Nó mới chứ đâu phải không này. Đó. Chừng ông nội nè thằng nè. Có nhiều xíu. Cá chặt thì nổi dê dê chứ. Em cá lóc nhỏ nhỏ. Đó, một em cá lóc nữa bự đây nè. Mưa này lên bự nhóc cũng hay. Cái sạc.
xuống. Sạc trắng hết kìa. Túi mà mình thấy bóng bóng, bóng trắng. Vượt, nó chạy lên vượt không được, hút lên vượt không được. Quay chứ. Quay lúc vớt lên được. Thôi tạm nghỉ đi. Vừa thấy con lóc xuống đó rồi phải không? Bữa cũng kịp thấy nhưng mà không biết bự hay nhỏ. Nổi lên mà vớt. Không vớt đâu quá. Nhẹ nhàng. Chung giếng rồi em. Đây nè em này. Cá sập cá nổi ê gì. Thành quả. Uống phết để mình chắc nước cả cái đây. Đây là máy 4 phết. Mệt quá. Đây là kết quả máy 4 phết. Hai vợ chồng mình đi hơn nửa tiếng, vừa đi vừa về là một tiếng, là vừa chích luôn á, vừa chích đi rồi vừa về nhà luôn là một tiếng. Được một con lươn nhất nè, hai con lươn nhất nè, ba con lươn nhất nè, hai cái lóc này chắc chết quá. Còn đồ ngon không? Con này bụng quá trời, bụng mới ăn gì chép nước cho nó. Hai, bốn, sáu, bảy. Bảy con cá lóc bự nhỏ luôn. Cái bàn lương nhất quá thơm à. Mày sợ ớt ăn luôn. Đây là máy 4 phết huyền thoại. 4 phết, hai chế độ đánh, một chế độ nước, một phèn. Chào tất cả anh em mọi người nha.